đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây giữa dòng con chơi với ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con để mình con trèo trống này thuyền con sắp tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra sâu. Ngước nhìn lên Chúa từ nhân khấn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa ơi khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi chắc tối đó rồi bà mở rồi 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 ta em không có từng nói đây một hai ba happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cầu bí mật đi, cầu bí mật đi. Nhớ con đẹp gái thôi đó. Cảm ơn cả gia đình gia thất nè. Rồi xin cảm ơn. Con cũng xin chúc cho mọi người được hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc đó nghe. Lên đèn, lên đèn đi. Bật đèn đi bạn. Bật đèn lên. Hôm nay là ngày sinh nhật của dì, con xin chúc dì được dồi dào sức khỏe, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, và là tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Dạ, xin cảm ơn. Ôi, nghe nó thoải mái luôn.
thôi kệ nữ đi, ưu tiên cho nữ đi. Ừ, để nữ luôn á. Ưu tiên cho nữ hết luôn. Ai gì đi con kéo một tấm cái gì con chụp cái chục tấm cầm cái con dao mà đúng rồi chưa. Ơi còn cái đó nữa. Còn câu qua còn không này nè. Để đây. Không đặt nó lên bàn. Để đây để đó rồi. Để đây để cho sẵn sàng mày có dính mảnh. Cắt đi không cái này đang ngồi cắt mà. Đúng rồi. Mình không thể cắt rồi. Cắt rồi. 1, 2, 3 xuống luôn. Xuống luôn. Để lên mỏ tay rồi. Dung nữa là cái đó thì là Dung, Dung vô nữa con chụm tóc thôi mà đi chụm chung. Chữ đẹp nghe, đẹp gái nghe. Mình lấy đúng rồi, đẹp mình lấy. Cái gì chụp lại rồi. Rồi sửa là lại nó chỉnh châu là mới bén cái mấy bạn bắn rồi đấy. Là cho đi vô nè, đi vô cung nè, đi vô cung nè. Bắt hai đem theo máy của phim mà đi trang điểm. Nè, còn vô cung nè. Photoshop lại chút anh đang lên Photoshop rồi. Chà chuột nha chứ không, mấy chuột chà dữ. Chà ngồi trắng nhau rồi. xin cho đời chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin linh cha và con và thánh thần. Amen. Chị nói cũng được. Mấy cái nó tạo ra. Mấy cái nó tạo ra. Sô cô la. Mấy cái nó tạo ra. 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 Chị phải kết nối với em mới được. Chị phải kết nối với em mà để em về. Về mới được. Về đây. Đâu đây có hoài mai nè. Vô đây là hỏi con đi, trời ơi. Cái gì? Quản lý luôn rồi. Cái gì? Cái hai gì? Trần Ngọc. Cho nó tiêu quá con cơm rồi. Chắc bỏ rau đi. Ủa xin vô đi, vợ xin vô đi. Xin vô đi, xin vô đi ăn. Vô xa quá. Vô xa quá. Vô xa quá. Vô xa quá. Mất năng sức hết trơn. Lớp nào lớp nào đúng rồi. Chắc chắc được vậy mới mổ được. Đúng cái này nó cao rồi. Đúng 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 rồi. Con tại con muốn thôi con hấp cái chè đó. Con nói vậy thôi nhớ nha. Em vô ăn cái miệng nữa chè cũng rằm quá. Ồ bữa nay cũng là rằm luôn đó. Ồ, dạ, đúng rồi, nay 15 giờ. Chị vô Trúc ơi. Nay đêm đẹp. Nay đêm đẹp cơ. Nay đêm đẹp cơ. Con nhớ có mai đi mai. Chủ đề là đánh bao nhiêu thì sao vậy? Nhiều cho đó. Ngàn, sáu ngàn, ba được nói gì? Ngàn, 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 ngàn
vô một cụm ly phong trào đi vô. Rồi. 1 2 3. Yo! Con chừng nhọn mở nha. Không có đâu. Sao biết không? Cái này con máy con đang quay dưới mà mấy cái nồi lẩu không à. Vô lại nè, Chưa vô phim. Chưa lên mặt. 1 2 3. Yo! Vô là phải thu cái miệng mình lại liền. Ta vô là mới chu ra mới tự nhiên giống này vừa. Đâu có được quay nó không chưa vô là giờ gì vậy? Đi nó nóng lắm. Chứ nói vô mà cái miệng ở miệng nó không hợp lý. Nó bự quá. Mà chu cái đúng rồi. Nó muốn cái này nó chịu vậy à. Nó chết vậy mà cái xả. Nó đúng rồi. Nó đúng rồi. Yeah.
rồi từ đó chỉ là tặng tặng duyên tình thế nhạc nhòa. Rồi từ đó chung lòng thương ba em làm đầu sao em lỡ lòng của ngoài đời, sao em
tôi đón em đi về sân trường lại tình em. Đang yên giấc, chiều ta yêu nhau như con trở về. Đâu ca sĩ đâu cũng tiêu hết trơn người ta. Trời, ca sĩ mình đi rửa chén hơn. Yeah.
Nhưng mà mình nó hơi có hơi kia nó cắt được. Thank you.
Con giúp cho hai chị Nghĩ dân phát con bánh tráng nữa không? Rồi, bánh tráng nha. Cái gì? Dạ. 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 D